Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Khoảnh khắc đẹp nhất của Quang Dũng. Vợ doanh nhân bật khóc trước lời hứa của chồng. Đám cưới của Quang Dũng diễn ra trong không khí ấm cùng với sự tham dự của đông đảo khách mời là nghệ sĩ và giới doanh nhân Việt. Sau khi thực hiện lễ hàng thuận kết duyên cùng bà xã doanh nhân tại một ngôi chùa vừa qua, vợ chồng ca sĩ Quang Dũng đã vui mừng tổ chức lễ cưới với sự tham dự của gia đình hai bên và bạn bè thân hữu. Tiệc cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, vừa tổ chức vô cùng ấm cúng và chu đáo giữa tình hình dịch bệnh. Khách mời đến dự tiệc bắt buộc phải rửa tay và đo nhiệt độ. Trong khi vào sảnh, đám cưới nam diễn viên cũng được bảo mật thông tin và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Tại tiệc cưới, vợ chồng Quang Dũng, Ngọc Tiên đã lấy nước mắt của rất nhiều người trước khi lần đầu bày tỏ tình cảm dành cho nhau trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và đông đảo quan khách. Theo đó, sau khi nắm tay vợ bước vào lễ đường để thực hiện nghi lễ, Quang Dũng đã xúc động chia sẻ: "Tôi chỉ biết cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho hai vợ chồng. Tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bà xã muốn tâm sự trước nên tôi nhường cho cô ấy." Trước những lời ngọt ngào từ chồng, doanh nhân Ngọc Tiên rưng rưng bày tỏ: "Em muốn nói với anh rằng trong cuộc sống hiện tại, người phụ nữ có sự nghiệp ổn định chưa phải đã thành công. Người thành công là khi có gia đình hạnh phúc và được chồng con yêu thương. Em đã trải qua một chặng đường trông tranh và khó khăn, nhưng may mắn gặp được anh. Anh cho em tình yêu, gia đình, có cha mẹ, chồng và các con. Cảm ơn anh đã luôn bên em và yêu thương em. Quang Dũng cho tôi vào niềm tin vào hôn nhân. Tôi rất hạnh phúc vì điều này." Bà xã nam ca sĩ cũng bật khóc sau những chia sẻ của mình chứng kiến sự xúc động của vợ. Quang Dũng ngay lập tức thể hiện hành động yêu thương bằng việc ôm Ngọc Tiên vào lòng và nói: "Anh hiểu hết những điều em nói. Hôm nay, trước mặt gia đình, bạn bè, anh xin hứa sau này sẽ bớt khó tính và nguyên tắc hơn." Bên cạnh những khoảnh khắc xúc động của cô dâu chủ rể đám cưới của Quang Dũng và Ngọc Tiên, còn có sự tham gia của rất nhiều sao Việt như MC Cát Tường, MC Bình Minh, diễn viên Huỳnh Đông, Ái Châu, Vân Trang. Quang Dũng là gương mặt rất quen thuộc với khán giả Việt lẫn hải ngoại. Đồng thời anh còn lần sân sang lĩnh vực làm diễn viên MC. Nam ca sĩ ghi điểm với công chúng vẻ ngoài điển trai, hiền lành, chân chất. Sau nhiều năm ca hát, Quang Dũng vẫn là cái tên được khán giả yêu mến, ủng hộ. Hiện anh có tình mới sau chục năm ly hôn vợ cũ nhưng sống kín đáo, không tiết lộ gì về nửa kia. Quang Dũng là giọng ca được nhiều thế hệ khán giả biết đến, dành nhiều tình cảm vì tài năng, đời tư kín tiếng. Sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân của Quang Dũng vì thế khiến người hâm mộ không khỏi hiếu kỳ. Hiện tại ở tuổi 47, nam ca sĩ vẫn đi hát miệt mài, anh còn tiết lộ tìm được một nửa cho mình sau đổ vỡ hôn nhân. Khi đã sở hữu diện mạo nổi bật với gương mặt điển trai, vẻ lãng tự đậm chất nghệ sĩ, anh khiến bao nhiêu thiếu nữ u mê vì vẻ ngoài ấn tượng. Thời điểm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Quang Dũng ghi dấu ấn với dòng nhạc trữ tình, nhạc nhẹ, tiền chiến và cả nhạc Trịnh Công Sơn. Nam ca sĩ 7X được coi là một trong số ít ca sĩ thể hiện Trịnh thành công nhất, có thể cơ hội đến với khả năng âm nhạc với hai bài hit Biển Nhớ và Diễm Xưa, anh được cố nhạc sĩ khen ngợi. Thời gian sau đó, Quang Dũng được Trịnh Công Sơn tặng dành ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại như một món quà cho tài năng trẻ. Không chỉ gây ấn tượng với sự nghiệp quá đỗi thành công, nam ca sĩ Quang Dũng còn làm bao giới tốn nhiều giấy mực khi duyên với người đẹp Jenny Phạm. Cả hai phim giả tình thật sau khi tham gia Những Chiếc Lá Thời Gian. Sau khi kết hôn, cặp đôi có con chung là bé Bảo Nam và chỉ khoảng 2 năm lại ly hôn trong lặng lẽ. Sự đứt cánh hôn nhân bất ngờ của cặp đôi ca sĩ hòa hậu khiến cho người hâm mộ Việt không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Sau hơn chục năm ly hôn với Jennifer Phạm, Quang Dũng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và cống hiến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, nam ca sĩ vẫn được khen ngợi khi giữ được phong độ và diện mạo dù đã ở ngưỡng tuổi U50. Mỗi lần có mặt ở trên sân khấu, anh luôn là nam ca sĩ tận tâm với nghề. Sau nhiều năm lẻ bóng, Quang Dũng cuối cùng cũng tìm được một nửa kia của mình. Tuy nhiên, anh rất kín tiếng và ít khi chia sẻ những chuyện riêng tư. Người ấy của nam ca sĩ là ai vẫn là một ẩn số. Anh chỉ xác nhận rằng bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại của Quang Dũng gây viên mãn. Hạnh phúc, anh không thể hiện quá nhiều. Dù đã gần 50 tuổi, nhưng mỗi khi lên sân khấu, nam ca sĩ vẫn luôn cháy hết mình vì đam mê. Chính vì thế, dù hiện tại, thị hiếu của khán giả có nhiều thay đổi, thế hệ ca sĩ trẻ tiềm năng đang bứt phá vươn lên, nhưng anh vẫn luôn là một trong những ngôi sao sáng của nền âm nhạc Việt Nam.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.